Thưa quý vị, theo chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2021 mới được ban hành, toàn bộ nhà công vụ sử dụng sai mục đích sẽ bị thu hồi. Nhà công vụ sử dụng không đúng đối tượng hoặc đối tượng hết thời gian sử dụng nhà công vụ theo quy định cũng sẽ bị thu hồi. Đồng thời, để nâng cao hiệu suất sử dụng nhà công vụ, sẽ tổ chức rà soát, sắp xếp lại tài sản công, kiên quyết thu hồi các tài sản sử dụng sai đối tượng, sai mục đích, vượt tiêu chuẩn, định mức.